Theo kết quả rà soát các vị trí sạt lở bờ sông, kênh rạch, Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 40 vị trí có nguy cơ sạt lở, gồm 23 vị trí đặc biệt nguy hiểm, 16 vị trí nguy hiểm và 1 vị trí bình thường. Tình trạng sạt lở bờ sông, kênh rạch tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng diễn biến phức tạp qua từng năm và không có dấu hiệu dừng lại. Để ứng phó, theo Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến trong năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai thi công 10 dự án với 11 công trình có quy mô 4.906 mét kè bờ sông, kênh rạch tại các quận Bình Thạnh, Bình Chánh và huyện Cần Giờ. Tính đến thời điểm hiện tại, Thành phố Hồ Chí Minh đã có 35 điểm sạt lở của các dự án kè chống sạt lở. 5 điểm còn lại, Ủy ban dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã giao các đơn vị liên quan sớm triển khai. Về giải pháp công trình thì không khó, nhưng cái khó nhất là công tác giải phóng mặt bằng. Thực ra có những cái dự án chúng tôi kéo dài rất lâu, từ năm 2010 đến nay cũng chưa có mặt bằng để triển khai thi công. Có một số cái kiến nghị là đối với những dự án đã được bố trí vốn và thì Ủy ban nhân dân các quận huyện sớm thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để chúng tôi tổ chức thi công. Ngoài ra, để chủ động phòng chống sạt lở, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng giao các quận huyện có trách nhiệm tổ chức vận động di dời và hỗ trợ nhân dân di dời ra khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi tạm cư an toàn, thường xuyên chốt chặn tại các vị trí đã xảy ra sạt lở, kiên quyết không để người dân quay lại khu vực sạt lở để di dời tài sản hoặc ở lại các căn nhà có nguy cơ tiếp tục sạt lở, bảo vệ tài sản của hộ dân sau khi đã di dời, đôn đốc các chủ đầu tư, chủ dự án thực hiện xây dựng công trình phòng chống sạt lở, bảo vệ bờ sông, kênh rạch, bờ biển đúng tiến độ.